một dòng đen rô nắng nhưng mà khi các anh chị mình nhìn thấy rất là quen mắt nhưng mà không còn nhớ tên hoặc là mình đã không còn nhìn thấy cái cây bán trên thị trường một thời gian lâu rồi đó chính là dòng đa văn xưa các anh chị à, cây đa văn xưa thì thời gian gần đây hay xuất hiện tại các cuộc hội thi hoa lan à, cũng đạt nhiều cái giải thưởng cao tại các hội thi các anh chị Bởi cái dòng này là nó mang giá trị sưu tầm là cái thứ nhất nè và phát hoa lúc nào nó cũng dài rủ và có khuôn cánh lụa nó tung bay như thế này rất là đẹp luôn hiện tại thì đa Dân xưa các anh chị mình tìm hàng trên thị trường là mình thấy ít nơi nào người ta bán cho mình cái dòng này bởi vì cái nguồn hàng nó không có nhiều các anh chị hiện tại thì bên Hoa Lan di Phong đã giới thiệu cho mình cái lô hàng phi 12 cây tơ cũng lùm và chuẩn bị đang đang có hoa thì hôm nay em tiếp tục tìm cho các anh chị mình được tầm khoảng 100 cây thôi mọi người đây là hàng phi 18 ha cũng là cây tơ luôn cây tơ mà đang nhú vòi dòng này đó thì nó sẽ cao nha dòng này dòng đa dân xưa thì các anh chị mình trồng càng lâu thân thủ nó sẽ rất là cao và mình có thể xem thêm trên trên cái đoạn video của em là khi cây nó phát triển càng cao vòi hoa nó càng dài và càng nhiều hơn càng rực rỡ hơn đa dân xưa là một cái dòng đen rô nắng mà nó có cần hoa nó hơi mảnh mọi người nên là lúc nào anh chị mình thấy cần hoa nó cũng có độ rũ ha đặc biệt là khuôn cánh bay rất là đẹp anh này thì phương cánh của nó nhỏ nhắn xinh xắn ha, về cái khuôn cánh và lưỡi hoa nó đều có sự cân đối, đặc biệt là mình thấy ở trên cái cánh hoa nó có những cái đường gân nổi rất là đậm luôn, mình thấy giống như là cánh chuồn chuồn vậy đó, cảm giác giống như là nó yếu điệu, mình muốn cảm giác giống như là muốn che chở. Thì đây là một cái điểm nổi bật của dòng đa dăng. Một chậu phi 18 như thế này nè mọi người. Hôm nay em gửi tới cho mọi người với giá chỉ có 179 000 thôi cũng được bao phí ship ha. Thì um, hàng phi 18 nhưng mà đây toàn là những cái chậu một cốt thôi. Nên các anh chị về mình có thể ra một cái chậu thiết kế lớn hơn từ size 25 nè để mình có thể làm nên những cái chậu tác phẩm đẹp cho một cái dòng denro nắng xưa.